Vấn đề thứ ba, niệm Phật đường, nếu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, liệu có nên tiếp tục kiên trì hay là nghỉ ngơi đầy đủ để cho tinh thần thể lực được tốt hơn rồi mới dụng công tiếp? Khi xưa Lão Hòa Thượng Đế Nhàn dạy ông Thợ Giá Nội, cái gì đều biết. Ông Thợ Giá Nội niệm Phật 3 năm đứng mà giảng sanh, vô cùng khó có được, quá thù thắng. Ông cũng là biết trước giờ ra đi, ông cũng là không cần thọ mạng, buông xả hết. Phương pháp Ngài dạy rất hay, vô cùng thích hợp với người tu hành thời nay. Khi nào niệm mệt rồi thì có thể nghỉ ngơi, để cho thân tâm của bạn không bị áp lực. Nghỉ ngơi xong rồi lại tiếp tục niệm, như vậy gọi là không nghỉ ngơi, gọi là không gián đoạn. Bởi vì bạn không có tinh thần, không có thể lực, nên bạn không thể không bị gián đoạn, hơn nữa còn sanh phiền não. Cho nên phương pháp này của Lão Pháp Sư Đế Nhàn đúng thật là phương tiện thiện xảo. Bất luận là đối với nam nữ già trẻ, các ngành các nghề đều có lợi ích. Ở ngay trong đời sống thường ngày, nếu công việc của chúng ta không dùng đầu óc mà dùng đến thể lực, thì Phật hiệu đều có thể không gián đoạn, vừa làm việc vừa niệm Phật trong tâm, có thể không niệm ra tiếng. Việc gì đến thì làm. Nếu phải dùng suy nghĩ, vậy thì không thể không buông xuống. Thế nhưng khi không suy nghĩ nữa thì bạn có thể đề khởi lên câu Phật hiệu, thời thời khắc khắc có thể khởi được lên, đó là việc tốt. Nhất định không được miễn cưỡng, miễn cưỡng sẽ không tốt. Những năm đầu trước khi tôi xuất gia, còn là cư sĩ, cùng ở Am Tranh với Pháp Sư Sám Dân. Lúc đó ở Am Tranh rất là khổ, đúng là Am Tranh thật sự. Bốn bức tường xung quanh là vách đan bằng tre, trát một lớp bùn lên trên để che gió, che mưa. Phía trên thì mái lợp cỏ tranh, đúng tên gọi là Am Tranh. Trên núi thì không có điện, cho nên đến tối đi ngủ thì ngủ rất sớm. Buổi tối chúng tôi 8 giờ đã đi ngủ rồi. Ngủ sớm nhất định dậy được sớm, 2 giờ sáng đã thức dậy rồi. Tôi trải qua đời sống nửa năm như vậy cùng với Ngài, cảm thấy cũng rất thoải mái. Đến thời khóa sáng thì thắp một ngọn nến nhỏ, đương nhiên không thể xem sách, gọi là ánh sáng leo lắc. Năm người ở trong Am Tranh, thời khóa sáng chính là lạy Phật, vận động rất tốt. 2 giờ sáng thức dậy lạy Phật 2 giờ đồng hồ. Lão Pháp Sư Ngài cũng rất hay, người nào lại của người đó, cũng không ghi chép số lượng. Có người lại được nhanh, có người lại rất chậm, cho nên Ngài không đánh khánh để dẫn chúng. Đánh khánh dẫn chúng thì mọi người cùng đứng dậy như nhau, đứng lên lại xuống đồng thời, thì người thể lực khỏe cảm thấy bạn quá chậm, người thân thể yếu thì cảm thấy bạn quá nhanh, đều khiến cho người ta sanh phiền não. Ngài để mọi người tự lại theo cách của mình, vậy thì không sanh phiền não. Phương pháp này rất hay. Đến bình minh, khi mặt trời vừa ló dạng, chúng tôi sẽ cùng mọi người làm thời khóa sáng, chính là tam quy y. Bình thường tụng kinh, mỗi người là làm theo cách của chính mình. Lúc đó trên núi thì tôi trẻ tuổi nhất, 31 tuổi. Có 3 người xuất gia, còn có lão cư sĩ 69 tuổi. Đương nhiên tôi phải chăm sóc đời sống của mọi người, cho nên tôi ở trên núi làm nghĩa công, thổi cơm, giặt quần áo, làm thay cho họ, dọn dẹp vệ sinh, môi trường đều là do tôi làm. Đây là tu phước, chút nền tảng phước báo là từ đó mà tu. Cho nên mới bước vào cửa Phật, học giới 5 năm,
chính là vì thường trụ mà làm việc, mà tu phước. Phước huệ song tu, phước ở trước, huệ ở sau. Bạn không có phước báo, một chút phước báo hưởng hết rồi thì làm sao? Nhất định phải tu phước báo trước. Ngủ sớm dậy sớm thực sự là rất tốt, đối với dưỡng thân thể rất tốt. Tôi xem thấy bài viết của giáo sư Lưu ở Bắc Kinh, tôi nghĩ là mọi người các bạn cũng đều xem qua. Tôi có cảm xúc rất lớn. Sau khi tôi rời Am Tranh thì không có đời sống có quy luật như vậy nữa, không còn nữa. Tôi học với Lý lão sư, thường thì buổi tối làm đến 1-2 giờ đêm, có khi đến lúc bình minh lên vẫn chưa ngủ. Thế nhưng thân thể rất tốt. Tôi nghĩ sự huấn luyện trong 6 tháng đó vô cùng quan trọng. Ngủ sớm dậy sớm. Pháp sư Sám Vân lớn hơn tôi một con giáp. Chúng tôi đều là tuổi Mão, lớn hơn tôi một giáp. Năm nay ngài 92 tuổi vẫn còn sống. Khi còn trẻ tuổi thì thân thể không tốt, là một cái bình đựng thuốc. Trong phòng của ngài, bình lớn bình nhỏ tổng cộng xếp mấy mươi bình. Vậy mà có thể sống nhiều tuổi đến như vậy. Cho nên tôi đã nghĩ xem là nguyên nhân gì. Ngủ sớm dậy sớm vô cùng có đạo lý. 8 giờ tối đã đi ngủ. Sáng sớm tôi nghĩ hiện tại ngài khoảng 2 giờ đã dậy rồi. Cũng có thể là 3-4 giờ đã dậy. Đây là khẳng định. Cho nên trong đạo dưỡng sinh thì ngủ nghỉ được quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Không thể lơ là. Ngủ giờ Tí Ngọ rất quan trọng. Chính là giờ Tí, 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng là giờ quan trọng nhất. Bạn có thể đi ngủ trước 10 giờ. Công việc quá nhiều thì để sáng sớm mai làm. Hiện nay tôi buổi tối đều là 10 giờ phải đi ngủ, rất tốt. Dưỡng thành thói quen rồi. Buổi sáng tôi 4 giờ thì dậy rồi. Bạn xem, từ 4 giờ đến 8 giờ sáng thì ăn sáng là 4 giờ đồng hồ. 4 giờ này làm được rất nhiều việc, lại rất thanh tịnh, cũng không có người làm phiền. Công khóa chủ yếu đều là hoàn thành trong 4 giờ đồng hồ này. Nam mô
Phật.